chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin thời sự mới nhất, Mỹ đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông thất bại nếu chỉ dùng sức mạnh quân sự. Cách mà Mỹ gây sức ép với Trung Quốc ở Biển Đông đang không tỏ ra hiệu quả khi mà các hoạt động xâm phạm các quy định của luật pháp quốc tế về luật biển vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia nhận định rằng, nếu chỉ triển khai các biện pháp gia tăng quân đội gây sức ép trong khi Trung Quốc duy trì chiến lược vùng xám, thì Washington khó ngăn Bắc Kinh gây hấn ở Biển Đông. Vào hôm 22 tháng 8, Hải quân Mỹ xác nhận khu trục hạm USS Wayne E. Mayor đã tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong vòng bán kính 12 hải lý quanh các đá vành khăn và đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Trang tin USNI News dẫn lời phát ngôn viên hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Trung tá Rin Morsin khẳng định các lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều đặn mỗi ngày, bao gồm cả khu vực Biển Đông mọi chiến dịch đều được thực hiện theo đúng pháp luật quốc tế và là bằng chứng cho thấy Mỹ sẽ hoạt động ở bất kỳ đầu luật pháp quốc tế cho phép. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh cử đội tàu địa chất Hải Dương 8, bao gồm các tàu khảo sát địa chấn, tàu cảnh sát biển, tàu cá hộ tống, xâm phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tái phán của Việt Nam, được xác định theo các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Trong vòng một năm qua, Mỹ đã tiến hành 6 chương trình tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông nhằm vào các tuyên bố phi pháp của Bắc Kinh. Và hôm 26 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra thông cáo chỉ trích trực diện Bắc Kinh. Trung Quốc gần đây đã tái diễn các hoạt động can thiệp cưỡng ép đối với hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Động thái này của Bắc Kinh hoàn toàn đi ngược với cam kết Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phương Hòa đưa ra đối thoại tại Sagrilla đầu năm 2019 rằng Trung Quốc sẽ đi theo con đường phát triển theo hòa bình. Một ngày sau đó vào ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết các thách thức từ Trung Quốc và Nga buộc Mỹ phải đề ra chiến lược đối phó mới ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ sẽ xem xét mở thêm các căn cứ quân sự mới ở những điểm trọng yếu tại khu vực. Tháng 6 năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ sẽ tăng cường cam kết với các liên minh và đối tác, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác mới có chung quan điểm tôn trọng chủ quyền, thương mại công bằng và cùng có lợi cũng như luật pháp quốc tế. Cho đến hiện nay, nhận thức của giới lãnh đạo Washington về năng lực quốc phòng của Trung Quốc rất rõ ràng, quân đội Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, trong đó bao gồm vấn đề tự do hàng hải mà Mỹ rất quan tâm, thế nên Mỹ vẫn đang rất tập trung vào vấn đề quân sự trong việc đối trọng với các hành động của Trung Quốc tại khu vực. Cần thêm mặt trận khác mới đây chuyên gia gregory poling giám đốc tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu á amti nói rằng chiến lược của trung quốc rất rõ ràng họ muốn dùng sự bắt đạt và đe dọa để từ từ đẩy các nước láng giềng ra khỏi biển đông đồng thời thiết lập sự thống trị đối với vùng biển và không phận tại đây mà không gây chiến tranh cả chính quyền tổng thống donald trump và cựu tổng thống barack obama đều không có những phản ứng hiệu quả đối với chiến lược đó bởi vì cả hai nhà lãnh đạo đã phụ thuộc quá nhiều vào bộ quốc phòng mỹ Chuyên gia Pauling khẳng định, vấn đề cốt lõi ở Biển Đông không phải là quân sự và năng lực quân đội không thể giải quyết được những mâu thuẫn xảy ra ở Biển Đông. Vấn đề Biển Đông đòi hỏi những nỗ lực cấp cao từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vốn vẫn còn chưa tương xứng, chuyên gia Pauling nhận xét đồng tình với chuyên gia Pauling, ông Murray Herbert, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh cần triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, đó là đấu tranh cả về kinh tế lẫn ngoại giao, để Bắc Kinh hiểu ra rằng càng tiếp diễn hành vi ngang ngược ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ càng thiệt hại nhiều. Viết trên tờ The Wall Street Journal ngày 28 tháng 8, hai chuyên gia Pauling và Hilbert cho rằng đối phó với các hành vi ngang ngược của Trung Quốc, Mỹ không thể chỉ đấu tranh trên mặt quân sự. Nếu Washington muốn kìm hãm cơn khủng hoảng bùng nổ trong tương lai và chứng minh cam kết đảm bảo tự do hàng hải của mình, nước này phải có đối sách ngoại giao và kinh tế phối hợp với các quốc gia trên thế giới hiệu quả hơn. Mục tiêu là phải khiến Trung Quốc trả giá cho những hành vi cưỡng ép trên Biển Đông và cho lãnh đạo Bắc Kinh thấy rằng họ sẽ thiệt hại càng nặng nề nếu cứ tiếp diễn như thế này để thực hiện một chiến lược như vậy hai chuyên gia khuyến nghị mỹ nên mời các nước châu âu nhật bản ấn độ và úc cùng tham gia nhằm tạo áp lực buộc trung quốc phải chấp hành luật pháp quốc tế liên kết càng nhiều nước thì rủi ro mất uy tín của bắc kinh càng cao hai ông nhấn mạnh ở khía cạnh kinh tế, hai chuyên gia khuyến nghị Mỹ và đồng minh nên mạnh tay hơn với chiến thuật của Trung Quốc, sử dụng các lực lượng dân sự và bán quân sự để cưỡng ép các nước láng giềng. Washington cần nhận diện và công bố bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thừa lệnh Trung Quốc tham gia các hoạt động cưỡng ép nước khác, sau đó chặn các đối tượng này tiếp cận làm ăn ở Mỹ hay thị trường quốc tế khác thông qua một đạo luật, chẳng hạn như đạo luật chế tài về hành xử ở biển Đông. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.